Cuộc họp ban cán sự đảng nghe báo cáo về việc hoàn thiện thủ tục đối với các dự án dự kiến bố trí thêm vốn năm 2024 vừa diễn ra dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tham dự cuộc họp còn có ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan và chủ đầu tư các dự án. Năm 2024, Bà Rịa Vũng Tàu dự kiến phân bổ gần 5.460 tỷ đồng bổ sung cho các dự án đủ điều kiện. Trong đó có dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 và 12 dự án khác. Để các dự án được phân bổ vốn đúng kế hoạch, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục bố trí thêm vốn năm 2024. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao mốc thời gian hoàn thành cho từng dự án và yêu cầu các chủ đầu tư báo cáo tiến độ cụ thể. Ông Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh tỉnh sẽ đánh giá chất lượng tổ chức thực hiện công việc của các chủ đầu tư, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị nếu làm việc thiếu hiệu quả, khiến các dự án chậm tiến độ.